chốt X-Men Pro 2 sóc cho một chị gái ở trong thành phố Hồ Chí Minh nhé. Bây giờ shop đang bọc vỏ đã chuyển vào trong màn hình chú ý chị nhé. Đây là hình ảnh mà bên shop vừa bọc chiếc xe X-Men Pro màu xám cho một chị Trâm ở huyện Nhà Bè nhé, thành phố Hồ Chí Minh. Đây, bọc đến như vậy để gửi cho bên Viettel Bot chuyển đi con xe X-Men Pro 2 sóc này mọi người nhé. Đấy. Bọc từ cái ốp càng. Cái này mình bên shop là bọc 3 lớp nhưng bên trong cùng là một lớp túi bóng nha mọi người nhé. Bọc 4 xung quanh luôn này. Đây 3 lớp này, bên cạnh này. Rất là tâm huyết, rất là kỹ đấy. Chỉ mong sao vào đến nơi thì nó không bị xước. Để cho quý khách có cái xe nó được ưng ý nhất này. Là bọc lốp cái miếng này nữa là bốn quanh xe đều bọc hết, trừ mỗi lốp nó không bọc thôi, chứ còn bọc hầu như là hết luôn. Con xe này thì được bán cho chị Trâm ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Mình bán vào trong thành phố Hồ Chí Minh con này là con thứ 6 rồi. Còn là các một bác cũng ở trong dưới Vĩnh Long cũng mua một con X-Men Pro. Thì tất cả giấy tờ cũng như là hóa đơn thì shop đã để trong cốp rồi nhé. Vậy con này là bác ấy chờ một ngày thì đã xuất được hóa đơn, và nắm khách thì chuyển luôn, cho nên phải chờ phải chuyển hóa đơn bằng đường bưu điện. Rất là kỹ càng. Chỉ một chốc lát nữa thôi là bên Viettel Boss sẽ tới bốc con xe này. Đó. Rồi còn một con xe đạp điện nữa. Được ship cho một anh ở trong anh này trong Vĩnh Long. Đây. Xe đạp điện này nhá, chuẩn bị bên mình cũng sẽ bọc hết toàn bộ chiếc xe này. Con xe này xe mới này. Đó. Con xe này là hôm trước mình đã review, giá của nó là 9.500.000 mọi người nhé. Xe mới đét luôn. Chưa bao gồm phí ship. Bây giờ mình sẽ dắt xuống dưới này để bọc lốp chiếc xe này. Xe này có bàn đạp. Bàn đạp thì là mình để phía trước này, bàn đạp và sạc định sạc xe nhé, để mọi người về tự lắp. Chứ bây giờ lắp luôn thì nó rất là vướng. Đấy. Xe này hết điện thì mọi người có thể là cắm sạc luôn được. Chiều nay thì mình có 3 đơn. Xin lỗi mọi người nha, cái này con xe này được ship cho anh Hùng ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang chứ không phải Vĩnh Long. Mình nhìn nhầm nhé. Đấy. Và một con xe rách nữa thì được ship cho một em trai ở trong cho trên Hà Nội nhé, trên Sóc Sơn Hà Nội. Bây giờ mình sẽ bọc chiếc xe này nhé. Con xe này bọc gần như là hoàn tất rồi. Lát nữa mình sẽ bọc luôn cả cái trên yên này nữa để được tránh trường hợp là bị rách yên nhé. Tại vì đúng ra bên mình thuê bên Viettel bọc nhưng mà mấy lần trước thì có một số khách là kêu bị trầy xước. Đấy, cho nên là hôm nay mình thôi bỏ công ra bọc luôn cho mọi người nhé. Đấy, chứ đúng ra là bên mình ship xe là bên Viettel họ sẽ bọc này, nhưng bên Viettel bọc thì nó không được dày lắm. Cho nên hôm nay mình sẽ bỏ thời gian là mình bọc cho mọi người luôn. Nhìn như robot này. Bọc mất 1 tiếng rồi đấy mọi người nhé. Đúng 1 tiếng con xe này. Rồi, theo đến rồi mọi người nhé. Thì lúc nãy mình bảo là 3 xe nhưng mà một xe thì không kịp, do còn một số chỗ phải làm lại trước khi giao cho khách. Cho nên là mình sẽ giao cho khách vào ngày mai. Xe đấy ở Hà Nội. Và chiếc xe này thì được giao cho chị Nguyễn Trâm ở trong huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh này. Đó. Còn xe này, đều hai xe này đều xe mới mọi người nhé. Xe này được giao cho anh Hùng ở Mỹ, ở Châu Phú, An Giang. Hai chiếc xe. Và sau video này thì mình sẽ lên cho quý khách một lô xe cũ. Đấy. Rồi, bốc xe lên. Chung là bọc như vậy thì cũng rất là yên tâm rồi. Vừa phải thôi, cần gì mà giãn kinh vậy. Rồi, thôi. Lên đi, cho lên.
Đằng nào về thì các anh cũng nộp cái giấy ra mà cần địa chỉ là được rồi. Rồi, video này mình chỉ quay qua để về cái vấn đề bọc xe này thôi nhé. Đấy. Xe rất nhiều, lát nữa mình sẽ lên cho quý khách lô xe cũ. Đây địa chỉ bên mình lên 10 nhé, xe điện cũ nhập. Mình có hai cửa hàng. Một trên xe điện cũ. Địa chỉ tại cổng làng Đông Hồ, Thị Phong, Thái Thụy, Thái Bình. Số điện thoại là 0981077781 nhé. Shop ship xe toàn quốc mà về theo bot. Và cửa hàng thứ hai chuyên bán xe mới mọi người nhé. Đó. Rồi bây giờ thì mình xin chào mọi người.